là con Hà phải biết là thằng Nguyên có người yêu. Còn một người ấy thì báo với con Hà là đã chia tay rồi, đúng không? Đấy. Biết là có người yêu rồi nhưng mà ông bảo chia tay rồi. Cứ cho bây giờ nha, cứ cho là con Hà nó biết thằng Nguyên có người yêu rồi đi. Nhưng mà thằng Nguyên nó cứ bảo là chia tay rồi. Thì con Hà cũng chỉ biết nghe theo thôi chứ, tại vì nó chỉ làm việc Ông với nghe một người, đó chính là thằng Nguyên thôi chứ. nghe thấy lúc đấy gọi điện cho bà người Ờ yêu gọi chị ơi chia trời tay là chưa trời. đấy. Với lại cũng thấy lạ biết sao không, thằng Nguyên nó đi suốt, nó đi suốt, nó qua nhà em nó đi chơi, có bao giờ dẫn theo ai đâu, đúng không? Thì thằng Nguyên nói thế là chả tin, con Hà nó chả tin, là tin răm rắp luôn chứ. Đi đâu cũng có người yêu đi theo đâu, đi đâu cũng có người yêu đi theo đâu. Qua nhà mình hay đi ăn hay là đi chơi ở trên Đại Lải cũng thế, có thầy dắt thêm một con nào đâu, có thầy dắt thêm một ai đâu, đúng không? Đàn ông Tự nữa nhiên chứ. đi đi trách con Hà vô duyên ngáo. Kể cả không thích người ta rủ mình đi chơi mình cũng Kể đi cả con Hà nó có biết là thằng Nguyên có người yêu nhưng mà hỏi lại thằng Nguyên thì thằng Nguyên nó cứ bảo chia tay rồi, tự nhiên đi trách con Hà. ví dụ kiểu bây giờ mình không thích chị Linh mà chị Linh mời mình đi ăn thì mình vẫn đi chứ không ngại. Thế như Trời đang quay ơi, lên TikTok mà không anh biết cứ trách con gì. Hà làm cái gì mẹ mày. Hư nhá, như thế là hả, là cái đồ ba phải nhá. Không, tuổi gì để được chị Linh để ý đến, đúng không mọi người? Đúng không, thằng Huy Mobile kia mày đang xem live của chị đúng không, là do thằng Nguyên chứ đúng không? Đâu phải là, do hai đứa kia đâu. Người cần chửi chứ không chửi. Người cần chửi bây giờ mày lên chửi thằng Nguyên thì có ai ai nói gì đâu.